Ừ. Rồi thưa các bác nhé. Đây là gửi bác một số các cái thông tin này. Cây đấy là nhà ấy, cái móng nhà nó có viên gạch cái tì vào đấy. Có một cái sẹo quấn kia. Không phải là cách nhé. Viên gạch đầu nhà móng nhà nó tì vào đấy. Quấn sẹo nguyên thủy. Con này thoát đến 60 70 70. bên 53 70 8 cân. Đây gửi anh em thông tin nha. Tới tôi quay kỹ hơn vì hôm nay đang mưa chưa triển khai được. Cái thứ hai. Cái này thoát lên khoảng trên 40, 45. Đấy nhưng mà lên thì trên này nó chia thành 5 5 cái thân. Đang mưa quá nhưng còn chưa chưa triển khai, chưa bới ra được. Cái thứ hai. Cái này thoát thân hơn mét này. Đây anh em chọn nhé. Để giá rất hợp lý để anh em làm kinh tế. Hôm nay thì hôm dịch chuyển về dính trời nó hơi nắng to. Này có bóng đẹp.